Xin phép toàn các quý vị đại biểu, các vị khách quý và các em học sinh, chương trình ngày hội sách và văn học năm 2018 xin phép được bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cơ toàn thể hội nghị và các độc giả cùng các em học sinh thân mến, thực hiện công văn số 682 ngày 1 tháng 3 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2018, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân huyện, hôm nay Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thanh Trì phối hợp các phòng ban ngành đoàn thể của huyện, Công ty Cổ phần Sách Hà Nội tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2018. Đây là một hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của sách, khuyến khích phát triển văn hóa đọc, đồng thời hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4. Về dự ngày hội sách và văn hóa đọc hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Đại biểu Trung ương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thầy Ngô Thanh Liêm, báo cáo viên Quân ủy Trung ương về dự, đồng thời là báo cáo viên sẽ nói chuyện chuyên đề cho ngày hôm nay. Đại biểu thành phố, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Thư viện thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công ty Cổ phần Sách Hà Nội. Đại biểu huyện Thanh Trì, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thu Huyền, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tới dự ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2018 có các đồng chí trong thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các đồng chí là trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể của huyện. Đại biểu Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Minh Hoa, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thanh Trì. Cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ viên chức lao động của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thanh Trì. Đại biểu cơ sở, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ văn hóa thông tin các xã thị trấn, hiệu trưởng, giáo viên phụ trách thư viện của các trường tiểu học, trung học cơ sở, hội viên, đoàn viên thuộc Liên đoàn Lao động huyện, hội cựu chiến binh huyện, hội phụ nữ huyện, hội nông dân, hội cựu thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Thanh Trì, hội viên các câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ đàn hát dân ca đang sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, các em học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Văn Điển, trung học cơ sở xã Tứ Hiệp và các đồng giả của thư viện huyện. Dự và đưa tin, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có các đồng chí là phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thanh Trì. Ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các đồng chí, các độc giả và các em học sinh đã về dự hôm nay. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2018 thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình làm việc. Một, phát biểu khai mạc của đồng chí giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì. Hai, báo cáo viên nói chuyện về sự ra đời của sách, ý nghĩa tầm quan trọng giá trị của sách, nói chuyện chuyên đề về chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ba, các đại biểu tham quan đọc sách tại khu vực sảnh trung tâm. Việc trưng bày tham quan đọc sách sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Minh Hoa, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thanh Trì phát biểu khai mạc ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2018. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa thầy Ngô Thanh Liêm, báo cáo viên Quân ủy Trung ương, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Phạm Thị Thu Huyền, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bác, các đồng chí và các độc giả thân mến. Sách là một tri thức vô tận của nhân loại. Đọc sách là để nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Sách mang đến nguồn tri thức để mọi người đọc có thể trải nghiệm, học tập nghiên cứu để làm giàu thêm vốn kiến thức cho mình.
Sách là chiếc chìa khóa bản năng mở cửa đông đại trí tuệ và tâm hồn của con người. Sách là người thầy siêu việt thắp sáng trong chúng ta nguồn tri thức vô biên, dạy chúng ta biết sống, biết hy sinh. Sách còn là người bạn tâm giao để chia sẻ mọi nỗi buồn vui sâu kín của con người. Sách giúp cho chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp, những giá trị chân thiện mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, đọc sách còn thể hiện nét văn hóa trong đời sống xã hội, đặc biệt là đối với cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên và học sinh trong cả nước nói chung và với thiên chỉ chúng ta nói riêng. Để có thể hiểu biết một cách sâu sắc những kiến thức, đòi hỏi mỗi con người phải tìm hiểu và phải đọc rất nhiều sách. Đó chính là mục đích để chúng ta hướng tới và rèn luyện, tạo cho con người thói quen về đọc sách, dùng ý sách, coi sách như những người bạn tâm giao. Đối với người trung cao tuổi, sách là người bạn tri kỷ, đồng hành trong cuộc sống, giúp các cụ sống vui, sống khỏe. Đối với những học sinh, sinh viên, sách không chỉ mang lại những kiến thức hữu ích đối với các em ở lứa tuổi học đường, mà sách còn mang đến nguồn tri thức vô hạn, giúp cho các em trưởng thành vững vàng trên con đường chinh phục khoa học kỹ thuật và công nghệ, biết ứng dụng sáng tạo hiệu quả trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và góp phần tạo nên đạo đức, nhân cách, tài năng, trí tuệ của chính các em. Thấy rõ tầm quan trọng của việc đọc sách, ngày 24 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 284/2014 QĐ-TTg lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam, nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách, khẳng định vị trí và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và người sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các bác, các đồng chí và các độc giả thân mến, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thư viện huyện Thanh Trì hiện nay có trên 6.000 đầu sách các loại, với nguồn sách phong phú đa dạng hiện có, đáp ứng được một phần nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong huyện. Hôm nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thanh Trì phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Hà Nội tổ chức Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc năm 2018. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng hướng tới Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4. Đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh văn hóa đọc. Chúng tôi hy vọng rằng Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc năm nay sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều niềm vui mới, thành công hơn nữa trong quá trình đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu về sách. Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam hôm nay, thay mặt Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thanh Trì, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý, của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thanh Trì, thư viện huyện Thanh Trì trong thời gian qua. Xin được cảm ơn Công ty Cổ phần Sách Hà Nội, các quý vị đại biểu, các độc giả đã tới dự và tham dự ngày hội đọc sách hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể độc giả sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin tuyên bố khai mạc ngày hội đọc sách và văn hóa đọc năm 2018. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Minh Hoa, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thanh Trì. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Ngô Thế Khiêm, báo cáo viên của Quân ủy Trung ương sẽ nói chuyện chuyên đề trong ngày sách và văn hóa đọc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời thầy.